Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình trên Người Việt Channel. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023. Xin chào anh Đinh Quang Tiến. Tôi là Đinh Quang Tiến từ thành phố Houston. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel và kính chào anh Hoàng Bách. Cuối tuần có gì vui không anh Tiến? Bữa nay là đầu tuần. Vấn đề vui hay là buồn là tùy theo mỗi người anh Bách ơi. Nếu mà anh cảm thấy là vui thì mọi việc nó là vui. Nhưng mà nếu mà anh buồn thì đương nhiên mọi việc đối với anh nó là buồn. Thành ra tùy theo cái cảm nghĩ của mỗi người anh Bách Nhưng mà tuy nhiên đối với tôi thì lúc nào tôi cũng cố gắng giữ một cái sự lạc quan cũng như là những cái niềm vui để mình giữ cái sức khỏe của mình cho được tốt. Dạ vâng, bị buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cho nên người buồn thì nó không vui, mình cố tạo ra sự yếu đời là do mình. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì cuối tuần có gì lạ thì cũng có một vài tin rất là đặc biệt, thành chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi và anh Đinh Quang Tiến nói chuyện thì Bộ trưởng Quốc phòng đang có mặt tại Nam Cali, tại Nam Hàn. Và đây là chuyến đi của ông, đây chuyến đi lần thứ 6 của ông đi đến các nước Đông Nam Á. Ông gặp các vị lãnh đạo của Nam Hàn và ông thảo luận về cái chính sách mà có thể đương đầu với trong khi mà Trung Cộng có thể có những có cái cử chỉ, những cái hành động ở Đài Loan hoặc là Bắc Hàn. Cho nên đây, sau khi mà ông ghé thăm Nam Hàn xong thì ông đi tới Phi Luật Tăng. Và ở đây thì cũng một lần nữa thì Hoa Kỳ củng cố cái lực lượng, cái thế lực của mình. Anh Tiến biết là Hoa Kỳ muốn kéo Việt Nam vào trong cái trục lộ gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương và trong cái đối tác về ngoại giao, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng mà Việt Nam anh biết là cứ muốn đu dây cho nên cứ hạn lần lừa hoài mà cuối cùng là không đạt được mục tiêu. Cho nên Hoa Kỳ, nếu Hoa Kỳ phải tìm một cái đối tượng khác, có lẽ cái đối tượng đó là Phi Luật Tăng. Cho nên Phi Luật Tăng sẽ đóng một cái tầm quan trọng ở các nước ở Đông Nam Á trong cái trục lộ đó. Đầu bây giờ đó, thì chúng ta thấy trước khi mà ông Lloyd Austin có mặt ở Nam Hàn thì chúng ta cũng thấy là đại diện của khối NATO, tư lệnh của khối NATO cũng có mặt tại Nam Hàn và kêu gọi Nam Hàn hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, hỗ trợ bằng cách tinh thần, vũ khí, vân vân và vân vân. Thì thưa anh Tiến, trong cuối tuần vừa qua thì anh biết là các thành phố ở Hoa Kỳ họ có thực hiện các cái cuộc biểu tình. Sở dĩ tại sao có cái cuộc biểu tình này xảy ra là vì cảnh sát ở Memphis, họ đã 5 năm bị cảnh sát mà đã tấn công một cái anh là Nico, mà anh này đó là trên đường lái xe có tính cách theo lời cảnh sát thì họ cho là anh lái cẩu thả lạng quạng. Nhưng mà sau khi ngừng xe anh này rồi họ bắt giữ lại thì cuối cùng anh này cũng tuân lệnh. Nhưng mà 5 vị cảnh sát này đã tấn công anh này, đánh đá rồi cuối cùng đưa ông này đi vào nhà thương thì ông này đã qua đời. Anh Nicholas là một cái người Mỹ da màu 29 tuổi và 5 vị cảnh sát này đó, thì sau khi mà cái video mà dư luận đồ họa cảnh sát họ công bố đó, thì sau công bố họ thấy cái video này quá dã man, anh Tiến ơi và quý khán thính giả. 5 vị cảnh sát to lớn mà lại là người da màu nha, chứ không phải là người Mỹ trắng, cho nên đánh một cái người cũng da màu. Và cái sự kiện này thì thành phố họ đã giải tán, tạm thời là giải tán cái đơn vị của các vị cảnh sát này. Và bây giờ thì chúng ta biết là cái tình hình mà họ biểu tình ở các nơi, họ đòi là công bằng cho cái người Mỹ đang này thì cũng đó. Và cuối tuần vừa qua thì ngày thứ bảy thì có lẽ là lần đầu tiên sau các ông Donald Trump tuyên bố là ra ứng cử vào ngày 15 tháng 11, nhưng mà mãi cho đến ngày thứ bảy vừa qua thì ông thực hiện đi tới một vài cái địa điểm để mà thực hiện, đó là New Hampshire và sau đó là South Carolina. Thì thưa anh và thưa quý khán giả, anh đến đây ông có thể tuyên bố và ông nêu lên những cái vấn đề, ví dụ như ông cho người Hoa Kỳ thấy bức tranh dưới thời của Joe Biden là nước Mỹ rất là ảm đạm, và ông cho rằng nếu mà ông được làm tổng thống đó thì biên giới và cái tình trạng lạm phát kinh tế sẽ tốt hơn, và đặc biệt là ông phê phán về
những người mà gọi là tình báo của Hoa Kỳ, ông cho rằng tình báo của Hoa Kỳ là rất tệ hại. À, thì lát nữa đây thì anh Tiến sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà ông muốn là nếu mà ông được làm tổng thống á, trong vòng 24 tiếng đồng hồ là ông giải quyết cuộc chiến này, và nếu ông làm tổng thống á, mà tồn tại đó thì có lẽ Nga không xâm lăng Ukraine. Đó là những cái điểm mà chúng tôi cũng có thể cùng thảo luận với anh Tiến. Thì thưa anh, qua các cái sự kiện này anh có tin gì đặc biệt để gửi đến quý vị, hay cùng mình đi vào chi tiết những vấn đề mà chúng tôi vừa nêu? Tôi nghĩ rằng một ngoài những cái tin tức nóng mà có tính cách mà cập nhật nhất mà như anh Hoàng Bách vừa mới trình bày tổng quát cho quý vị nắm vững cái tình hình đang xảy ra ở trên nước Mỹ cũng như ở trên thế giới, thì có một vấn đề chúng ta cũng nên để ý là ngoài những cái cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken ở Nam Hàn thì chúng ta cũng nên để ý tới Anh là Lloyd Austin, còn ông Lloyd Austin, xin lỗi, dạ ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, thì chúng ta cũng phải để ý tới cái cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken ở Do Thái và Palestine trong những ngày hôm qua và hôm nay, là bởi vì đang có những cái vụ xáo trộn mà đưa đến những cái sự như là chết chóc do những cái người lực lượng của Palestine đã sát hại những người Do Thái và đưa đến những cái sự tranh chấp căng thẳng. Do đó Ngoại trưởng Antony Blinken bây giờ lại phải bay qua cái vùng Do Thái và Palestine, vùng Trung Đông để làm giảm nhẹ đi những cái tình hình căng thẳng mà đang xảy ra giữa Do Thái và Palestine. Bên cạnh đó thì cũng còn có những cái vấn đề phải giải quyết với vấn đề Iran với yểm trợ vũ khí cho Nga Xô để tấn công vào Ukraine, cũng như để giải quyết những tranh chấp giữa Do Thái và các nước Trung Đông ở trong cái vùng đó. Thì chúng ta thấy rằng cái tình hình thế giới ngày nào cũng có những cái biến chuyển, và những cái biến chuyển đó nó đều có liên quan đến cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các nước ở trên thế giới. Đặc biệt Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là cái cường quốc hàng đầu, vẫn luôn luôn là cái nước đầu tiên để đứng ra gọi là thương lượng, thương thuyết, sắp xếp hóa giải cũng như tìm những cái giải pháp để đưa đến những cái sự ổn định, tránh những cái xáo trộn bất ổn mà có thể đưa ra những cái tranh chấp về vấn đề chiến tranh ở mọi nơi trên thế giới. Trở lại cái vấn đề là Nam Hàn, thì chúng ta biết rằng trong cả hàng chục năm vừa qua, vấn đề Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản nó đều gắn liền với cái vấn đề chiến lược của Hoa Kỳ cũng như của các nước trên thế giới đối với cái sự tranh chấp của Trung Cộng. Thì Trung Cộng lúc nào cũng đe dọa để mà đánh chiếm lại cái hòn đảo Đài Loan và tranh chấp những cái hòn đảo với Nhật Bản, và Trung Cộng lúc nào cũng đưa ra những cái lời hăm dọa, những cái lời đe dọa dùng vũ lực để mà có thể cưỡng chiếm tất cả những cái phần đất mà Trung Cộng muốn lấy để xây dựng những cái căn cứ chiến lược về quân sự ở phần biển của Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan cũng như ở cái phần biển của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vì thế cho nên Hoa Kỳ cũng và cũng là cái nước đầu tiên phải chạy từ nước này qua nước khác để lập những cái thế liên minh và đặt ra những cái thế chiến lược để chống lại Trung Cộng và để cô lập ảnh hưởng của Trung Cộng ở trên thế giới. Trở lại cái vấn đề ở Nam Hàn cũng như ở Đài Loan và Nhật Bản, thì sau những cái lời hăm dọa của Trung Cộng thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như Ngoại trưởng Antony Blinken đã xác nhận một cách mạnh mẽ đối với Trung Cộng cũng như với toàn thế giới là nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp. Đó là một cái lời xác định mạnh mẽ và rõ ràng nhất đối với Trung Cộng. Cho nên sau này Hoa Kỳ đã gửi nhiều phái đoàn
có tính cách là của những cái giới chức cao cấp đến thăm Đài Loan để xác định những cái lời cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Mà một trong những cái phái đoàn mà cao cấp đã đến Đài Loan là phái đoàn do bà chủ tịch, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hướng dẫn đến Đài Loan thăm và gặp Tổng thống Thái Anh Văn trong năm vừa qua. Và khi mà phái đoàn đi thì Trung Cộng đã lên tiếng phản đối và đe dọa rất là mãnh liệt. Tuy nhiên, bà Nancy Pelosi vẫn cầm đầu phái đoàn để đến và thảo luận với bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cùng những cái giới chức cao cấp và bỏ ngoài tai những cái lời đe dọa của Trung Cộng. Và ngoài những phái đoàn đó, chúng ta còn thấy những một phái đoàn sau đó là một cái phái đoàn do một nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt là dẫn đầu, đó là cựu dân biểu ở Florida của người Việt Nam là cô Stephanie Murphy đã dẫn đầu phái đoàn của Hạ viện cũng qua thăm viếng Đài Loan trước khi mà cô mãn nhiệm kỳ vào đầu năm 2023 này. Đó. Và bây giờ sắp tới thì chúng ta thấy rằng ông đương kim chủ tịch Hạ viện là Kevin McCarthy cũng đang chuẩn bị để dẫn đầu một phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ đến Đài Loan. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là trước khi trở thành chủ tịch Hạ viện, Kevin McCarthy cũng đã nói trước, đánh tiếng trước là nếu ông trở thành chủ tịch Hạ viện thì ông sẽ đi qua thăm Đài Loan. Và bây giờ ông ta đang chuẩn bị để dẫn một phái đoàn của Hạ viện đi qua thăm Đài Loan. Điều đó cho chúng ta cũng như thấy và Trung Cộng thấy là cái thái độ của Hoa Kỳ đã xác nhận là Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan và bảo vệ Đài Loan trong bất kỳ mọi tình huống nào. Là bởi vì quyền lợi của Hoa Kỳ và Đài Loan đã gắn bó với nhau trong những cái thập niên vừa qua và gần đây nhất đó là cái vấn đề công ty sản xuất chip của Đài Loan đã có những cái giới hạn và đã có những cái hiệp ước, những cái công trắc, những cái khế ước với Hoa Kỳ để thiết lập thêm một nhà máy ở bên Mỹ và giới hạn những cái vấn đề bán những con chip đó cho Trung Cộng và đã gây cho Trung Cộng rất là khó khăn trong cái vấn đề sản xuất các công nghệ, các kỹ thuật và các máy móc mà đối với bây giờ bất cứ những cái công nghệ nào cũng cần phải có những cái con chip đó. Thì nói tóm lại để cho chúng ta thấy rằng là mặc dù phải đối phó với khắp nơi trên thế giới nhưng Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là cái nước dẫn đầu, là cái nước lãnh đạo và luôn luôn là cái nước sẵn sàng đứng ra để mà giải quyết mọi khó khăn mà có thể đưa đến những cái chiến tranh xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, thưa anh Hoàng Bách. Đó là một và nó tình hình tổng quát, nhưng mà chúng ta nếu mà nói tổng quát thì cũng xin được nói thêm đó là cái tình trạng Nga-Ukraine. Thì Ukraine đó, họ kêu gọi là các nước Tây phương hỗ trợ xe tăng hạng nặng, thì anh Tiến biết cũng như quý khán giả biết đó, là kể cả chương trình của Anh Quốc cũng nêu lên đó, là Mỹ cũng như là các nước ở Âu Châu họ đã hỗ trợ một cách rất là tích cực. Tổng cái số mà xe tăng viện trợ đó lên tới 321 chiếc, mà trong khi đó là Ukraine chỉ dự trù là chỉ cần 300 chiếc trở lên là ok rồi, nhưng mà bây giờ lên dẹp. Nhưng mà cái khổ cái đó, Mỹ đó thì họ nói họ họ không lấy từ kho vũ khí của xe tăng của Bộ Quốc phòng mà họ lấy từ ở ngay ở xưởng sản xuất ra để mà gửi tới, cho nên cái thời gian đó cũng phải 2-3 tháng. Đó là trong khi Đức đó, thì họ nói là ít nhất là phải vào tháng 3 là chiếc xe đầu tiên mới tới. Trong khi đó đó Ukraine thì họ kêu gọi là cần phải gửi gấp, bởi vì hiện tại cái miền đông á, miền Bakhmut á, là đang tấn công và gây là cuộc chiến rất là ác liệt ở đây, thì ông đang cần gấp để có cái loại vũ khí, mà các nước thì chần chờ. Cái đây cũng là một cái điều buồn. Trong khi đó Nga họ nói là họ có những cái biện pháp mà khi xe tăng tới của Tây phương mà tới Ukraine á, thì cuộc chiến đã kết thúc rồi, chắc là họ nói mỉa mai mình không biết như thế nào, nhưng mà mình cho thấy đó, điều đó là khi mà
Tây Vương nó cứ chần chờ hoài mà cuộc chiến nó càng ngày càng ác liệt, cho nên họ trông chờ vào các cái loại vũ khí này. Bây giờ đó là nói chung một cách tổng quát anh Tiến. Bây giờ mình nói về cái vào ngày 28 tức là thứ bảy vừa qua, lần đầu tiên ông Donald Trump đó xuất hiện đi các cái tiểu bang, tức là kể từ cái ngày mà ông tuyên bố là ra ứng cử đó vào năm 24 đó, thì ông tự đi tới New Hampshire và ông đi tới South Carolina. Thì thưa anh, qua các cái bài mà phát biểu của ông ta về, ông nhắc lại là ông chê cái tình báo của Hoa Kỳ. Ông nhắc lại là năm 2018 khi hội nghị ở Helsinki đó, ở bên Âu Châu mà ông gặp Putin đó, thì ông có nói là ông tin Putin hơn là tin về cái giới chức tình báo của Hoa Kỳ. Thì bây giờ ông lại nêu lên một lần nữa, ông coi là cái giới tình báo của Hoa Kỳ này đó là hạ đẳng. Thì một người lãnh đạo của vị tổng thống hay là lãnh đạo bây giờ thì ứng cử viên mà lại chê cái tình báo của Hoa Kỳ, thì qua cái sự kiện này không biết anh nghĩ như thế nào, trước khi mình đi tới những cái địa điểm để anh phân tích đó, là ông đã vẽ ra một bức tranh nước Mỹ rất là ảm đạm, nước Mỹ rất là bi đát dưới thời Joe Biden. Và ông còn nói là nếu mà ông lên trong vòng 24 tiếng đồng hồ là ông giải quyết cái cuộc chiến này, Nga xâm lăng Ukraine, là có hòa bình ngay. Thì xin anh có nhận định như thế nào về cái lời phát biểu của Donald Trump? Dạ thưa quý thính giả của Người Việt Channel, nói đến Tổng thống Trump thì chúng ta phải nhận xét về một một người lãnh đạo của một cường quốc trên thế giới với những cái quyết định thay đổi rất là nhanh chóng và không có một cái căn bản trong cái vấn đề lãnh đạo của một quốc gia theo một cái chiều hướng đường dài cho tương lai. Thì chúng ta đi ngược lại một chút là ngay sau khi đầu năm 2017 khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức đó thì điều đầu tiên cựu Tổng thống Trump đã thay đổi và phá bỏ hàng loạt những cái hiệp ước ở trên thế giới đã được ký bởi các đời Tổng thống trước. Chuyện đầu tiên là ông hủy bỏ chấm dứt cái hiệp ước TPP ở miền Đông Nam Á. Đó là một cái hiệp ước chiến lược mà cựu Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã mất cả mấy năm trời để mà có thể thực hiện được cái thế chiến lược đó. Sau đó, cựu Tổng thống Trump cũng hủy bỏ không tham gia vào cái hiệp ước khí hậu Paris. Cựu Tổng thống Trump cũng đe dọa hủy bỏ luôn cả cái hiệp ước NATO, rút ra khỏi NATO và đưa đến những cái lời tuyên bố mà có lợi cho phía bên Nga Xô. Bên phía Trung Đông thì Tổng thống Trump cho rời ngay tòa đại sứ Mỹ về thành phố Jerusalem và điều đó đưa đến những cái sự phản đối mãnh liệt của các nước Trung Đông trong cái vùng đó. Một số những cái kế hoạch về an sinh xã hội trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Trump cũng tìm mọi cách để hủy bỏ. Mà một trong những cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề cái chương trình bảo hiểm cho những người nghèo là Obamacare, thì Tổng thống Trump cũng tìm cách để dẹp bỏ ngay. Tuy nhiên, rất may nhờ cái phiếu của cố thượng nghị sĩ John McCain, cho nên cái điều đó không thực hiện được. Chứ nếu điều đó mà thực hiện được, thì bây giờ có lẽ 35 triệu dân Mỹ, mà trong đó có rất đông người Việt Nam chúng ta, đã không còn bảo hiểm nữa. Và cũng không thể mua bảo hiểm ở bên ngoài vì nó quá đắt. Cho nên đó cũng là một cái điều may cho 35 triệu người Mỹ cho đến bây giờ vẫn còn được có cái bảo hiểm Obamacare. Và chúng ta cũng nghĩ lại là mặc dù cựu Tổng thống Trump có chê cái vấn đề hiệu quả của cơ quan tình báo ở Hoa Kỳ, của cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ, CIA, FBI, vân vân. Tuy nhiên chúng ta đều không thể phủ nhận được
cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ hay là cái cơ quan cảnh sát liên bang FBI là một trong những cái cơ quan rất là quan trọng và hữu hiệu, mà nhờ đó mà chúng ta mới được sống yên ổn mà không có những cái cuộc khủng bố hay là những cái cuộc phá hoại ngay trong nội bộ nước Mỹ của chúng ta. Đó. Trở lại cái vấn đề cựu Tổng thống Trump đi vận động trong những ngày cuối tuần vừa qua ở South Carolina và ở Điều New Hampshire đó, thì chúng ta phải để ý một cái điểm này là trước đây mỗi lần cựu Tổng thống Trump đi đến đâu thì chúng tôi thấy có cả ngàn người đến để tiếp đón và lắng nghe cựu Tổng thống Trump thuyết trình, nếu không nói là 5.000, 10.000, có những chỗ 20.000 người. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi nếu mà chúng ta nhìn thì cái số người đến nó không còn hàng ngàn người nữa, mà chúng tôi nghĩ là chỉ còn có vài trăm người thôi, 200, 300 người. Điều đó để cho thấy rằng cái số người mà ủng hộ Tổng thống Trump có lẽ đã giảm đi rất nhiều. Điểm thứ hai nữa là những cái điều mà cựu Tổng thống Trump đưa ra và phê bình về những cái chính sách của đương kim chính phủ hiện tại, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái điều bình thường khi mà ra tranh cử. Họ phải tìm, bất cứ một đối thủ nào cũng phải tìm những cái yếu điểm của cái người đối thủ của mình để đưa ra những cái đó. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận được những cái thành công của cái chính phủ đương nhiệm hiện nay. Đó là kể từ ngày nhậm chức từ tháng Giêng năm 2021 cho đến bây giờ, thì phải công nhận là chính quyền của Joe Biden đã giữ lại, đã tạo được cái thế đoàn kết của khối NATO, đã tạo được cái niềm tin tưởng của các nước ở trên thế giới, khối NATO, khối Liên phòng Đông Nam Á, khối Trung Đông, khối Nam Mỹ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải công nhận là họ đã xây dựng lại được uy tín của Hoa Kỳ đối với các nước trên thế giới. Điểm thứ hai là qua cái cuộc chiến tranh đối với Ukraine và Nga thì Hoa Kỳ đã ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine ngay từ những cái ngày đầu tiên và cho đến bây giờ, mặc dù là trước ngày 21 tháng Giêng vừa qua thì cái phe của ông Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng như các dân biểu Đảng Cộng hòa đều hăm he là họ sẽ cắt ngân khoản viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. Họ nói là họ không thể ký cái blank check cho Ukraine để xài tiền của nước Mỹ được. Cho nên đã gây nên một cái luồng sóng lo ngại cho Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng như các nước NATO. Tuy nhiên cho đến giờ này, cái điều đó cũng không có thực hiện, mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gửi xe tăng, vũ khí, đạn dược và các ngân khoản viện trợ về thực phẩm và nhân đạo cho Ukraine. Và cũng như các nước ở trong khối NATO, nhất là Đức, Anh, Pháp, bây giờ cũng đã ra sức để mà cung cấp những cái loại xe tăng và những cái vũ khí cho Ukraine để chống trả lại quân Nga. Điều mà cái nước Đức từ trước cho đến bây giờ vẫn tìm cách để né tránh là không muốn gửi các loại súng hạng nặng cũng như là xe tăng cho Ukraine. Nhưng bây giờ thì Thủ tướng Đức đã đồng ý với Hoa Kỳ, với Ngoại trưởng Antony Blinken là Đức sẽ gửi xe tăng cùng với những cái xe tăng của Hoa Kỳ để gửi cho Ukraine. Cái thời gian gửi như thế nào thì chúng ta còn phải đợi. Tuy nhiên, Mỹ bây giờ đã và đang huấn luyện cả ngàn lính của Ukraine để sử dụng những chiếc xe tăng đó, sử dụng những cái hỏa tiễn và sử dụng những cái vũ khí mà Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine. Thì cho đến bây giờ chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn giữ được cái mức ủng hộ và yểm trợ cho Ukraine và chúng ta chưa thấy có sự thay đổi. Còn vấn đề là bên phía các dân biểu của Đảng Cộng hòa và Chủ tịch Kevin McCarthy hăm dọa lại sẽ cắt cái blank check, tức là không có viện trợ cho Ukraine
trong cái thời gian trước đây đó mà họ đang tranh cử để họ hứa như vậy đó, thì đến bây giờ chúng tôi chưa thấy họ thực hiện. Thành ra chúng ta còn phải đợi xem họ có thực hiện hay là không. Và trở lại cái chuyện Tổng thống Trump bắt đầu đi vận động cho năm 2024, thì chúng ta thấy rằng là ngoài cựu Tổng thống Trump còn có những cái ứng cử viên rất là nặng ký của Đảng Cộng Hòa và đang vượt qua Tổng thống Trump. Mà cái người phải đáng kể nhất là ông thống đốc Florida hiện nay là Ron DeSantis. Và qua cái thống kê vừa rồi thì Ron DeSantis đã dẫn trước cựu Tổng thống Trump là 16 điểm. Đó là một khoảng cách rất xa đối với các ứng cử viên trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra còn có bà cựu đại sứ Haley, ông cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, một vài những người chính khách rất là có tiếng của Đảng Cộng Hòa đều đã nghĩa là chuẩn bị để mà ra tranh cử với cựu Tổng thống Trump. Cho nên chúng tôi thấy rằng cựu Tổng thống Trump cũng đã đánh tiếng. Nếu ông không được Đảng Cộng Hòa đề cử làm đại diện trong cái cuộc bầu cử primary sắp tới, thì ông ta sẽ lập một đảng riêng và ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống. Thì điều này nó sẽ cho chúng ta thấy sẽ còn nhiều màn hấp dẫn, nhiều cái sự kiện sẽ rất là hào hứng, nó sẽ xảy đến trong năm tới. Khi mà nếu cựu Tổng thống Trump không thắng được cái vòng tranh cử primary, vòng loại của Đảng Cộng Hòa, ông lập đảng riêng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 nó sẽ có nhiều cái gọi là những cái màn hào hứng giữa người đại diện của Đảng Dân Chủ, người đại diện của Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Trump, coi như là một đảng độc lập mà ông ta sẽ thành lập. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, anh vừa nêu lên là ông Donald Trump sẽ ra tái ứng cử đó. Thì đó, ngay ngay trong cái tình trạng mà anh nêu có nhiều ứng cử viên tiềm năng. Mà bây giờ thì ông chê ráo ấy, ông chê là ông Ron DeSantis ấy, là một người ăn chắn đá bát. Tức là ông nói là một người vô danh tiểu tốt, không ai biết, tôi dựng ra để tôi hỗ trợ ông ra, ông trở thành thống đốc. Mà bây giờ thì ông lại ra ứng cử với tôi, tức là ông tìm cách là ngăn chặn trước. À, đó là còn những người khác như là phó tổng thống Mike Pence hay là ngoại trưởng Hoa Kỳ hay là bà Nikki Haley thì ông chưa nói gì, nhưng mà điều đó như chứng tỏ đó là ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa nó đã càng ngày nó càng phân hóa. Nếu mà anh nhìn cái sự phân hóa trong những ngày qua, bắt đầu từ cái ngày đầu tháng giêng tới giờ đó, cái cuộc bầu cử của chủ tịch hạ viện của ông Kevin McCarthy đó, thì mình thấy rõ ràng là sự phân hóa nó rất là nặng nề. Chưa hết, tới sau 15 vòng bầu phiếu thì mới được đắc cử, rồi ông thỏa hiệp với người ta. Bây giờ đó thì mình đã thấy bi đát hơn nữa là ông đưa vào các cái ủy ban mà quan trọng của Hạ viện Hoa Kỳ, tức là lèo lái những cái ủy ban quan trọng đó, thì là những người MAGA, mà MAGA là thứ dữ, anh thấy không? Toàn là những cái tên gọi là MAGA quá khích, cực đoan. Và cũng vì hai chục MAGA đó, đó mà nó làm cho ông Kevin McCarthy gặp lao đao trong suốt 15 vòng bầu cử. Thì anh nghĩ là phối hợp với bên ông Trump ra ứng cử rồi ở ngay Hạ viện mình thấy đó, thì Đảng Cộng Hòa như vậy nó trở thành, mình thấy nếu mà nói danh từ bình dân ấy, thì bát nháo quá không? Anh nghĩ sao? Tôi thấy cái điều đó cũng là một cái điều nó sẽ phải xảy ra với những cái nhân vật ở trong Đảng Cộng Hòa như cựu Tổng thống Trump và cái khối 20 dân biểu mà gọi là cực hữu mà anh Hoàng Bách vừa nói. Thì ở đây lại có thêm một cái điểm vui vui nữa mà hồi nãy tôi quên chưa có kể, là cái bà dân biểu mà trong cái nhóm 20 người cực hữu đó đó là cái bà Marjorie Taylor Greene. Bà ta đang bây giờ đang vận động tìm mọi cách để bà ta sẽ là ứng cử viên phó tổng thống cho ông Donald Trump trong cái cuộc bầu cử vào năm 2024 sắp tới. Mà nếu bà đó mà được chọn, được ông Donald Trump chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều điều vui nó sẽ xảy ra nữa. Và điều đó để cho thấy rằng những cái biến chuyển đó cũng có thể tốt cho Đảng Cộng Hòa, mà nó cũng có thể là những cái điểm xấu và nó gây thiệt hại cho Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, xấu hay tốt, chúng ta chưa biết, chúng ta phải đợi cái chuyện nó xảy ra.
chúng ta theo dõi, nhận xét và chúng ta suy luận, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đảng Cộng Hòa trong tương lai nó sẽ trở thành một cái đảng tốt hơn, hay là nó sẽ trở thành một cái đảng phân hóa hơn, và nó đi đến một cái chỗ có thể Đảng Cộng Hòa sẽ phải thay đổi cái đường lối, cái cương lĩnh, và phải thanh lọc lại cái thành phần nhân sự ở trong đảng, thì mới có thể đứng cạnh tranh, trở thành một cái đảng đối lập với đảng Dân Chủ, là một cái đảng đang có một cái sự đoàn kết, đồng nhất và thống nhất như hiện nay. Thưa anh Hoàng Bách. Trước mắt thì anh hơi là lạc quan á, thì dưới cái nhìn của tôi thì chung nghĩ là Đảng Cộng Hòa đang bị bi đát. Trước mắt là mình thấy cái sự phân hóa nó nặng nề. Nếu vậy thì Đảng Cộng Hòa có cải tổ được không? Khi nào mà họ cải tổ, cái yếu tố quan trọng đó là cái nhân sự và cái người lãnh đạo. Thì cái nhân sự và người lãnh đạo thì bây giờ thấy lãnh đạo như ông Kevin McCarthy thì không đủ khả năng. Bởi vì với một cái số phiếu quá mỏng manh mà trải qua 4 ngày tới 15 vòng thì ông đạt được cái chủ tịch cầm cái búa, nhưng mà trên thực tế đó, ông không có bao không có sức mạnh. Thì đây là cái điều khó khăn. Và khi mà chúng ta thấy là trước mắt là nếu mà ông Trump chưa nói là bị truy tố về về pháp luật đó, bây giờ người ta nêu lên những cái câu hỏi là những vụ án về hình sự hay là dân sự của ông Donald Trump nó dồn dập tới, thì liệu ông có đủ để mà có ra ứng cử được được ra ứng cử hay không? Bởi vì cái vụ án ở Georgia thì chúng ta thấy bà Fannie Willis, bà nói là rất là gần, tức là về 3 tháng trở lại đây là có thể công bố được cái kết quả, thì mình cũng chưa biết, mình chờ. Nhưng mà trước mắt là mình thấy có tình trạng mà Đảng Cộng Hòa đó, nếu không làm một cuộc cách mạng nào đó đó thì khó có sự tha đổi. Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà ngăn cản Tổng thống Donald Trump ra ứng cử Tổng thống năm 2024 là một điều không làm được. Lý do là như anh Hoàng Bách cũng như quý thính giả, khán thính giả của đài biết, là nếu đương kim Tổng thống đang thực hiện cái nhiệm vụ thì tất cả những cái vụ án và những cái sự truy tố đều phải đình chỉ trong cái thời gian cái người tổng thống đó đương nhiệm. Cho nên ông tổng thống Trump bằng mọi cách ông ta phải ra ứng cử và phải tìm cách để chiến thắng để làm tổng thống. Thì trong suốt 4 năm làm tổng thống thì dù có vi phạm hay là không vi phạm thì ông ta vẫn được miễn để mà phải đợi khi nào hết nhiệm kỳ thì mới có thể truy tố được. Ngoại trừ một trường hợp là khi bị Quốc hội lưỡng viện impeach với cái tổng số 2 phần 3 dân biểu nghị sĩ thì lúc đó ông Tổng thống mới bị truất phế. Còn ngoài ra tất cả những cái tội khác đều phải đợi khi nào mãn nhiệm thì mới có thể truy tố được. Cho nên ông Trump bằng mọi cách phải ra ứng cử Tổng thống. Điểm thứ hai là như chúng ta biết trong tất cả những vụ kiện từ lúc mà Bộ Tư pháp hay là công tố viên hay biện lý thiết lập hồ sơ cáo trạng truy tố ra tòa cho đến lúc mà tòa xử nó có thể kéo dài hàng năm trời. Thì ngoài những cái vụ xử xong rồi còn chống án rồi còn lại kháng cáo vân vân thì tôi nghĩ là chắc phải 5-10 năm nữa. Thì cái thời gian đó Tổng thống Trump vẫn tiếp tục ra ứng cử Tổng thống. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, ông Kevin McCarthy là đương kim Chủ tịch Hạ viện bây giờ đang rất là yếu thế và đang bị bế tắc về một số cái vấn đề đang xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Một trong những cái bế tắc và những cái khó khăn của Kevin McCarthy bây giờ là làm sao giải quyết được cái ông dân biểu mới được đắc cử là cái ông George Santos. Ông này nói láo đủ thứ chuyện. Ông ta mang một số những cái vi phạm luật hình sự ở cái hòn đảo mà ông ta cư trú trước đây, Puerto Rico hay là Bahamas gì đó, tôi xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Tuy nhiên,
ông George Santos đến bây giờ bảo ông ta từ chức, ông ta không từ chức. Ông ta bảo là cử tri bầu tôi lên thì khi nào cử tri hạ tôi xuống thì tôi mới từ chức, còn nếu không tôi không từ chức. Nhưng mà ông ta đang bị biệt lý cuộc truy tố, được đang bị ủy ban về về đạo đức của Hạ viện đang điều tra, và tất cả những cái gọi là những điều mà ông ta nói láo về bà mẹ xuất hiện trong cái ngày ở đâu, trong cái ngày 9/11, hay là ông ta lấy check của một người khác ký check trả tiền cho mình, hoặc là ông ta dùng tiền quỹ của tiền quỹ của cái quỹ vận động tranh cử để ông ta sử dụng cho cá nhân riêng, tất cả những cái vi phạm đó ai cũng biết, báo chí, cơ quan truyền thông đều loan tin, nhưng mà ông ta nhất định không từ chức. Và bây giờ ông ta còn được Kevin McCarthy bổ nhiệm vào những cái ủy ban ở trong quốc hội nữa, thì điều đó cho mọi người thấy rằng ông Kevin McCarthy đang bị những cái bế tắc rất là trầm trọng và gây cho ông ta khó khăn, nhất là về vấn đề uy tín. Còn riêng đối với 20 người dân biểu của trong cái nhóm cực hữu đó, thì ông ta phải bổ nhiệm họ vào những cái ủy ban quan trọng ở trong quốc hội, như là ủy ban tình báo, ủy ban tư pháp, ủy ban quốc phòng, vân vân. Mà những người đó là những người không có khả năng cũng như không có uy tín. Và ông ta đuổi những người của Đảng Dân Chủ đang ở trong những cái ủy ban đó, như ông Adam Schiff hay là bà Omar chẳng hạn. Thì cho mọi người thấy rằng là Đảng Cộng Hòa bây giờ đang có những cái xáo trộn rất là khó khăn. Và từ ngày Đảng Cộng Hòa nắm cái quyền đa số và chức chủ tịch trong quốc hội, thì chưa thấy Đảng Cộng Hòa đưa ra một cái kế hoạch hay là một cái đạo luật nào để lo cho nước Mỹ, để lo cho an sinh xã hội của dân chúng Mỹ, mà chỉ thấy là những cái cuộc nghĩa là tranh giành ảnh hưởng, những cái cuộc gọi là moi móc những cái việc của Tổng thống Biden hay là của chính phủ đương nhiệm, hay là của Bộ Tư pháp, hay là của Bộ Y tế, của ông tiến sĩ Fauci chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng họ chỉ lo đấu đá và tìm cách để trả thù, nhưng mà chưa thấy họ đưa ra những cái quyền lợi gì cho dân chúng, cho đồng bào. Đó. Thành ra bây giờ mọi người dân, mọi người cử tri, họ đang nhìn vào ông Kevin McCarthy và Đảng Cộng Hòa. Và chắc chắn nếu họ cứ tiếp tục cái đường lối tìm mọi cách để bới móc và trả thù, để điều tra những cá nhân trong chính phủ hiện tại, thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử Hạ viện vào năm 2024 sắp tới, chắc chắn dân chúng họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Và lúc đó Đảng Cộng Hòa sẽ mất cái thế đa số ở trong quốc hội, và Đảng Dân Chủ họ sẽ nắm lại cái đa số. Thì lúc đó Đảng Cộng Hòa càng ngày sẽ càng mất cái uy thế cũng như cái uy tín đối với quần chúng. Thưa anh Hoàng Bạch. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến. Thì thưa anh, qua cái sự trình bày của anh đó, thì Đảng Cộng Hòa muốn lấy lại tư thế của mình đó, thì phải thay đổi cái đường lối, phải thay đổi cái chính sách và phải thay đổi cái nhân sự, phải mạnh dạn. Cái điều thay đổi, muốn thay đổi đó là phải có mạnh dạn. Mạnh dạn tức là làm một cuộc cách mạng ngay trong nội bộ mới được, chứ không công thì dễ dàng. Cái điều mà anh Tiến vừa nêu lên trước đây đó thì có thể để quý khán giả có thể hiểu lầm, tức là sở dĩ Donald Trump ra ứng cử năm 2024 là vì anh lý luận rằng nếu mà ông Trump ông đắc cử được đó vào năm 24 đó, thì ông không thể trút phế được, mặc dù có cái cuộc điều tra liên tục đó, là vì không thể trút phế khi một vị tổng thống không thể truy tố một vị người đang đương nhiệm là tổng thống. Mà cái câu hỏi mình nêu lên đó là, thưa anh, từ đây cho tới năm 2024 thì cũng còn khá lâu, còn gần 2 năm. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ các cái vụ án nó dồn dập đến với ông ta. Đó là chưa nói các cái thành phần tiềm năng của Đảng Cộng Hòa để ra ứng cử, họ chạy đua đó, họ đâu có muốn để Trump. Thật sự họ bằng mặt mà không bằng làm. Trên hình thức thì họ nói ok, ủng hộ, nhưng mà trên sự thực đó, thì họ phải tìm cách lắng, bởi vì cái trò chơi mà hễ đẩy người này thì mình mới được lên, còn không thì đâu có lên. Thành ra chỗ này anh xin anh có thể giải thích rõ, bởi vì nếu không mình dễ ngộ nhận là ông Trump làm sao mà lấy được. Ông Trump ông nghĩ rằng nếu mà ông thắng cử được
thì ông sẽ kéo dài cái cuộc điều tra đó tới 5, 10 năm sau. À, nhưng mà từ đây tới đó đâu có dễ gì mà thắng. Hơn nữa đó, 2020 đó là lúc đó ông còn Power, lúc đó ông đang tại chức Bộ Tư pháp, FBI, và có cái cơ cấu đó gần như là ông nắm hết thì ông dễ, mà ông còn thua tới 8 triệu thì huống hồ chi bây giờ ông ra ứng cử đó thì đâu có dễ giàu gì. Bây giờ đó, cuộc thăm dò của một cái trường đại học ở New Hampshire đó thì họ cho biết đó, là ông Ron DeSantis đã thắng Donald Trump là 12 điểm, tức là 12 điểm, trong khi đó trước đây chừng lối hơn một tháng đó, nghĩa là ông Ron DeSantis 56% mà ông Donald Trump mới 32%, tức là hai mươi mấy điểm. Điều đó chứng tỏ là Trump không có cửa để đi vào cái vấn đề trả đũa này. Anh nghĩ sao? À, tôi đồng ý với cái thống kê mà anh Bách vừa mới đọc cho khán giả nghe đó. Thì như mình nói đó, là cái ảnh hưởng của Tổng thống Trump đối với Đảng Cộng Hòa bây giờ nó đã mất đi rất nhiều. Cái uy tín của Tổng thống Trump đối với quần chúng, đối với cử tri bây giờ đó cũng đã mất đi rất nhiều. Bằng chứng là trong cái hôm mà gọi là ông ra mắt để mà tuyên bố ra tranh cử năm 2024 ở New Hampshire và South Carolina, cái số người tham dự không có đông như ngày xưa nữa. Chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Mà cái điểm quan trọng ở đây đó, như tôi vừa trình bày đó, là nếu là đương kim tổng thống gì thì dù có phạm một số những cái luật lệ thì họ Bộ Tư pháp hay là biện lý cũng không có truy tố trong thời gian ông ta nhậm chức, phải đợi sau khi hết làm tổng thống thì mới truy tố được. Nhưng mà chỉ có một cơ quan lập pháp có thể truất phế ông tổng thống đương nhiệm, đó là quốc hội. Ở dưới thời tổng thống Bill Clinton, ông đã bị quốc hội tìm cách để truất phế. À, nhưng khi mà đến Hạ viện thì ông ta thoát là bởi vì không đủ 2 phần 3 cái số phiếu quyết định. À, người thứ nhì, Thượng viện chứ. thượng viện, đó, Dạ, khi dạ. mà đến thượng viện qua Hạ viện đưa lên thượng viện thì thượng viện không đủ 2 phần 3 để mà truất phế Tổng thống Bill Clinton, cho nên ông ta thoát nạn. Tổng thống Nixon ngày xưa thì ông vi phạm và ông ta phải trao đổi, là ông ta phải từ chức, nếu không thì ông ta sẽ bị truất phế và truy tố, cho nên Nixon từ chức. Riêng Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ của ông bị truất phế 2 lần, impeach 2 lần, nhưng mà may cho Tổng thống Trump là Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số, cho nên khi mà Hạ viện đưa lên Cộng Hòa, lên Thượng viện của Đảng Cộng Hòa nắm đa số thì cựu Tổng thống Trump lại thoát nạn. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ có cơ quan lập pháp là quốc hội mới có thể truy truy tố và truất phế tổng thống đương nhiệm mà thôi. Thì chúng ta trở lại, chúng ta thấy rằng là tổng thống Trump cách đây một năm ông ta vẫn còn được một số cử tri đảng Cộng Hòa ủng hộ, nhưng mà một năm về sau này qua những cái vụ kiện nó xảy ra một cách rõ ràng, nhất là cái vụ kiện về gian lận thuế của Trump Organization ở New York mà cái ông giám đốc tài chính đã bị truy tố, và cái công ty Trump Organization đã bị tòa xử phạt, rồi thêm cái vấn đề mà cử tri đoàn giả và những cái số phiếu ở Georgia, Atlanta mà Tổng thống Trump gọi điện thoại mà đã bị ghi bằng cái đoạn đó giữa Tổng thống Trump và cái ông coi như là Tổng thư ký lo về hành chính của cái cuộc đầu phiếu đó, ông Raphael Berger đó. Thì rõ ràng Tổng thống Trump đã phạm tội rồi. Rồi chưa kể Ủy ban 6 tháng Giêng họ điều tra và họ đưa đến kết luận, họ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư pháp, thì Tổng thống Trump vẫn là cái người coi như là cái người chính đã gây ra và xúi giục những cái nhóm người bạo loạn như vậy. Mà những người tham dự bây giờ đó đều đã bị bắt bỏ tù ráo hết, nhóm Pro Boy, nhóm Proud Boy, nhóm Okay, Oath Keeper, QAnon, vân vân, kể cả những người thường.
Và cái số người bị bắt và bị đưa ra xử phạt tới bây giờ là 1.000, gần 1.500 người. Và FBI vẫn còn đang tiếp tục đi tìm bắt thêm những người trong những cái máy camera và video. Thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian nó đang đi tới, nhưng mà nó phải mất cả 2 năm, 3 năm mới đến giai đoạn bây giờ. Và muốn đến cái giai đoạn kế tiếp cũng chắc phải mất thêm vài năm nữa. Điều đó chúng ta thấy là để tiến hành và truy tố một vị cựu tổng thống như ông Donald Trump về những cái tội mà ông ta đã vi phạm thì chắc là phải mất 5, 10 năm nữa chứ không phải là sớm. Cho nên đối với, theo cái sự nhận xét của cá nhân tôi đó, với một người vẫn còn một chút ảnh hưởng thế lực, với một người có tiền như ông Trump, thì chắc chắn những vụ kiện nó sẽ kéo dài từ 5, 10 năm, có thể tới 15 năm. Bởi vì ông ta và luật sư của ông ta sẽ tìm mọi cách để kéo dài vụ kiện và để kháng án hoặc là chống án. Cho nên chúng ta thấy rằng Đảng Cộng Hòa trong tương lai bắt buộc họ phải tìm cách để chấn chỉnh cái hàng ngũ nhân sự. Mà cái hàng ngũ nhân sự của họ bây giờ là những người đang chuẩn bị ra tranh cử cái chức ứng cử viên tổng thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa với ông Trump. Và những người đó đều là những người giỏi, những người tốt, những người đàng hoàng. Cho nên ông Tổng thống Trump bằng mọi cách phải tìm để mà mọi cách để mà hạ những người đó trước khi họ ra tranh cử với ông ta. Thì chúng ta như như mình vừa trình bày đó, cái chuyện này nó vừa mới xảy ra còn sớm quá. Chúng ta còn phải đợi thêm một thời gian nữa thì mới biết được là các ứng cử viên khác như Ron DeSantis, Mike Pompeo, Nikki Haley, Mike Pence, vân vân, để xem những người đó họ sẽ xuất hiện như thế nào và xem thái độ của họ đối với cựu Tổng thống Trump như thế nào, thì chúng ta mới biết được cái cục diện của Đảng Cộng Hòa từ đây cho đến năm 2024 sắp tới nó xảy ra như thế nào, thì chúng ta mới biết được, thưa anh Hoàng Đúng rồi. Bách. Nếu mà chúng ta đi về quá khứ thì chúng ta biết là ông Mitch McConnell là chủ tịch của thiểu số của Thượng viện đó, thì ông cũng không mấy mặn mà với ông Trump và ông cũng lên án, tức là tương lai là Cộng hòa không thể có Trump. Như bà Liz Cheney đó, thì bà có nói rõ đó, nếu Cộng hòa mà có Trump đó được đề cử đó thì bà sẽ không còn trong làm Cộng hòa nữa. Đó là những cái nhân vật gọi là kỳ cựu hay là những nhân vật cốt lõi của Đảng Cộng hòa mà họ lên tiếng như vậy. Thì bây giờ nếu mình theo theo mà nhìn vào các cái cuộc mà vận động vừa qua đó, thì mình thấy càng ngày cái số người mà hỗ trợ của Donald Trump không còn nhiều nữa. Anh thấy không còn nhiều, không còn mặn mà nữa. Có một cái cuộc thăm dò họ hỏi 168 người nữa là những người cao cấp của Đảng Cộng Hòa có ủng hộ Trump không đó, thì chỉ có 4 người là nói ủng hộ thôi. Còn hầu hết chứ là họ nói không ủng hộ hoặc là họ giữ thái độ im lặng, họ không lên tiếng. Cái điều đó cho thấy là cái power hay là cái quyền lực của Trump, cái sự quyến rũ của Trump tới bây giờ không còn nữa, không còn có linh thiêng. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ. Và đặc biệt là Đảng Cộng Hòa muốn chấn chỉnh đó, trước mắt 2 năm trước mắt đó, mà dưới Hạ viện thì chúng ta thấy nó phức tạp vô cùng. Và nếu để những cái người như mà Taylor Green, những cái người mà MAGA thứ mà họ vào trong các ủy ban đó, thì nó rất là nguy hiểm cho cái tình báo của nước Mỹ. Taylor Green là một cái người mà giống như là hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ, mà bây giờ nó là sẽ có theo lời của ông Steve Bannon thì có thể là một ứng viên phó tổng thống cho Donald Trump, thì mình thấy hết nước nó rồi, thì nước Cộng hòa nó đi tới đường cùng. Bây giờ để mà mình kết thúc chương trình thì nhờ anh có tóm tắt lại những cái điều mà anh muốn gửi đến quý khán giả của chúng ta. Tôi thấy cái điều quan trọng mà dân chúng nước Mỹ đang lưu tâm tới đó là cái vấn đề an sinh xã hội. Đảng Cộng Hòa, các vị dân biểu nắm đa số ở Quốc hội, họ đang có cái ý định mà họ đã công bố từ trước khi cái cuộc bầu cử tháng 11 năm 2022 vừa qua đó. Là họ dự định cắt giảm ngân sách, mà hai cái mục chính họ cắt đó là vấn đề Medicare và bảo hiểm
của những người low income. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người cao niên đang lãnh Medicare và bảo hiểm của chính phủ. Thì chúng ta chưa thấy họ thực hiện cái điều đó, nhưng mà nếu họ thực hiện cái điều đó thì sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn đối với cử tri trong cái cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới. Điểm thứ hai là cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ. Thì chúng ta phải công nhận là sau những cái biện pháp để mà kềm hãm cái vấn đề lạm phát của Bộ Kinh tế Tài chánh, thì cho đến bây giờ mọi người đều lo ngại sẽ có những cái sự khủng hoảng xảy ra trong năm nay mà họ đã tiên đoán từ năm trước, tức là recession. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì cái tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ mà đi của những người đi xin tiền nó đã giảm chứ nó không tăng. Trong tam cá nguyệt vừa qua chỉ có 186.000 người xin tiền thất nghiệp, mà người ta dự đoán là cái số người xin tiền thất nghiệp nó lên đến 500.000 người, mà chỉ có 186.000 người xin thất nghiệp. Đó là một dấu hiệu tốt. Điểm thứ hai, một số lớn những công ty đang gọi là đã loan báo là sẽ cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên ở khắp nơi trên thế giới, kể cả nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta chưa thấy những cái dấu hiệu nó ảnh hưởng đến kinh tế của nước Mỹ. Điểm thứ ba là cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong những tuần lễ vừa qua vẫn tăng, không có bị ảnh hưởng, không có bị sụt giảm như người ta đang lo ngại. Thì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế của nước Mỹ chưa có dấu hiệu gì là sẽ bị khủng hoảng. Nhưng tuy nhiên, chúng ta phải đợi tuần lễ sắp tới này. Fed, tức là cái cơ quan liên bang về vấn đề tiền lời đó, họ dự trù sẽ loan báo để tăng tiền lời trong tuần tới này. Thì chúng ta chưa biết là họ sẽ tăng bao nhiêu phần trăm, 1% hay là nửa phần trăm hay là 1/4% của cái tiền lời đó. Thì tùy theo cái họ họ kiểm soát cái vấn đề tăng trưởng của kinh tế và vấn đề lạm phát, thì theo như một số những nhà kinh tế họ đang theo dõi thì có thể là vì cái vấn đề kinh tế đang thuận lợi và tốt đẹp thì có thể họ chỉ tăng khoảng 1/4% mà thôi, tức là một quarter của cái interest. Dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn tin tưởng vào cái sự phục hồi kinh tế của nước Mỹ này sau 2 năm Covid vừa qua. Mặc dù là giá cả nó có gia tăng, nhưng mà người dân vẫn có công ăn việc làm, họ vẫn làm ra tiền và họ vẫn đủ tiền để chi phí cho cái đời sống hàng ngày. Và họ vẫn có được những cái bảo hiểm để bảo đảm cho vấn đề sức khỏe của họ và gia đình, cũng như họ vẫn có được những cái khoản trợ cấp của chính phủ đủ để cho họ sống. Mà cái vấn đề an sinh xã hội, cái vấn đề social security trong năm nay, những người lãnh tiền già, những người lãnh tiền trợ cấp của chính phủ đã được tăng lên 8.7% cái tiền mà họ lãnh hàng tháng đó. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt cho dân chúng. Và chúng tôi hy vọng rằng là những người cử tri, mà nhất là những người cử tri Việt Nam chúng ta, nên có những cái nhận xét, theo dõi cái thời sự, theo dõi những tin tức liên quan vấn đề đời sống và an sinh xã hội của chúng ta cũng như của gia đình, và chúng ta nhận xét về những người ứng cử viên trong đơn vị của chúng ta để chúng ta bỏ phiếu cho đúng những người ứng cử viên, không phân biệt dân chủ hay cộng hòa, những người ứng cử viên nào mà họ lo cho vấn đề an sinh xã hội, vấn đề đời sống của dân chúng và lo cho vấn đề an ninh và sức mạnh của nước Mỹ, thì chúng ta bỏ phiếu cho những người đó. Thì có như vậy chúng ta mới có được một cái nước Mỹ vẫn giữ được cái vị trí cường quốc số 1 trên thế giới, và chúng ta vẫn có được một cái đời sống an sinh xã hội tốt đẹp như chúng ta đã được hưởng từ trước tới nay.
Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, thêm một điểm nữa là anh Đinh Quang Tiến có nêu lên là Hạ viện Hoa Kỳ tính cắt giảm về y tế cũng như là trợ cấp xã hội, nhưng mà thật sự tới ngày hôm nay thì họ nói là họ không giống cắt, bởi vì cắt là sẽ đụng tới cái cử tri, mà đụng cử tri đó là họ sẽ lãnh đủ vào năm 2024, cho nên họ tuyên bố thì dữ dội lắm. Ví dụ như là muốn giải quyết cái nợ trần trần nợ đó thì phải cắt, nhưng mà cắt bằng cách nào thì tới giờ này họ bị lúng túng không biết cắt chỗ nào. Đây là cái điều mà thưa quý khán giả, chúng tôi và Đinh Quang Tiến có vừa thưa đó, nói chuyện đó nhiều lúc đó là gọi là tổng thống hay là cựu tổng thống hay là Donald Trump đó thì nó cũng lẫn lộn, bởi vì nhiều quá có khi là nó gọi là tổng thống, mà thường là quý khán giả của chúng ta thì nó ông nó cựu tổng thống hoặc là nó ông nó không thích dùng chữ tổng thống, nhưng mà thật sự đó thì khi nói nhiều quá rồi chúng tôi cũng lộn, lúc thì cựu lúc thì tổng thống, thì quý vị thông cảm cái đó là cái bình thường, bởi vì khi nói tin tức hay là nêu lên vấn đề thì cũng lộn lộn qua lộn lại, thì mong quý vị thông cảm. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân, và cũng xin nhắc nhở quý vị ủng hộ bằng cách là quý vị subscribe, like và share cho chương trình cho bạn bè và thân hữu. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cho anh Ninh Quang Tiến. Kính chào quý khán thính giả của đài và kính chào anh Hoàng Bách.